Chào các bạn, thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái mạch lọc thông giải này. Thì mạch lọc thông giải nó là một cái mạch tạo ra bằng cách là ghép cái mạch lọc thông thấp với cái mạch lọc thông thông cao, và đặc tuyến tần số của mạch lọc ấy được đặc trưng bởi cái tần số trung tâm. Tần số trung tâm là F F0. F0 đây. Đúng không? Và giải thông là delta F FB. Khi đưa mà tần số vào mạch lọc ấy có tần số nhỏ hơn tần số cắt, nghĩa là trong cái giai đoạn này đấy, và lớn hơn tần số cắt F FC2, nghĩa là trong đoạn này nhỏ hơn FC1 và lớn hơn FC2, thì tín hiệu nó sẽ bị trượt trượt tiêu. Còn ngược lại, trong cái giải thông từ FC1 đến FC C2 thì tần số nó được cho qua. Và như trong cái hình này chúng ta có thể quan sát thấy là đặc tuyến lý tưởng và đặc tuyến thực tế của nó. Đối với đặc tuyến thực tế thì nó có sự chênh lệch 3 decibel. Đấy. Và nó sẽ đồ thị của nó là một một hình thang. Chỗ đây là F vào các bạn, đây là tần số này. Đấy. K là hệ số khuếch đại của nó, đúng không? Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu cái bộ lọc thông giải ghép hai hai tầng lọc lại với nhau. Đối với cái mạch lọc này, mạch lọc thông giải ghép hai tầng với nhau lại với nhau, ta sẽ thấy là nó có hai cái giống nhau. Hai cái giống nhau. Cấu trúc và chức năng giống hoàn toàn nhau. Đấy, có dùng hai con khuếch đại thuật toán. Và ở đây thì ta thấy là chỗ này là R R3. Đấy. Và đầu âm của nó được nối với một con trở, trở này sẽ nối với đất. Tương tự thì chỗ này nó cũng sẽ được nối nối với đất. Đấy. Và hai con tụ C3 và C4 nó ghép với nhau như thế này. Đúng không? Cái thứ nhất thì người ta sẽ dùng tụ để làm hồi tiếp. Cái thứ hai thì người ta sẽ dùng R5 này. Người ta sẽ làm tương tự như thế. Và chúng ta nhìn thấy rõ ràng một điều là ở đây C2 nối với đất, thì ở đây là R6 nối với đất, và C3 C4 ghép với nhau nối với đầu đầu dương của con thứ hai, con OB thứ hai. Đấy. Có bạn thắc mắc hỏi là cái con khuếch đại thuật toán này trên mình vẽ mô phỏng ấy, thì mình sẽ lấy nó là con nào? Nó chính là con OB 07 07C. OB 07C. Nó chính là con này. Và chúng ta ghép nối với nhau thì khi đó là R2 và R1 sẽ ghép nối tiếp nối với đầu dương, C3 C4 nối với đầu đầu dương của con OB thứ thứ hai. Đấy. Và chúng ta sẽ phân tích cùng nhau phân tích u vào u ra, tần số cắt của mạch này và hệ số phẩm chất của nó. Ta sẽ phân tích như sau: tần số cắt của bộ lọc thông giải nó chính là F FC1. FC1 chính bằng là 1 trên 2 pi nhân cho R5. 2pi nhân cho căn của R5 nhân nghĩa R6 nhân C3 và nhân C4. R5 là điện trở này. R6 là điện trở này. Đúng không? C3 và C4. Đấy. Còn FC2, FC2 là tần số cắt thứ hai đấy. Thì nó chính bằng là 1 trên 2 pi nhân cho căn của R1
nhân cho R2, R1 nhân R2 nhân cho C, C1 và C2. Đấy. Và riêng riêng hệ số bộ lọc, hệ số cực đại, chứ hệ số cực đại thì K1 nhân cho K2 bằng chính là 1 cộng cho R7 chia cho R8 nhân cho 1 R3 chia cho R4, R7 đâu, R7 chia cho R8 nhân cho, đây là cái hệ số cực đại của con ô bề thứ hai, nhân cho, đây là hệ số cực đại của con ô bề thứ hai, nhân cho hệ số cực đại của con ô bề thứ thứ nhất. Đấy. 1 cộng R7 chia R8, R7 chia R8 cộng cho 1 R3 chia R4, R3 chia R4, đúng không? Còn riêng giải thông của nó, giải thông của nó thì chính bằng là FC C2, tần số cắt của con OB thứ thứ hai trừ cho tần số cắt của con OB thứ thứ nhất. Tần số trung tâm sẽ bằng căn của tích hai cái tần số cắt, tần số cắt của hai con OB này. Đấy. Hệ số phẩm chất. Hệ số phẩm chất thì nó bằng là phép chia của cái F0 chia cho delta B, tức là bằng tần số trung tâm chia cho cái giải thông của nó. Đấy. Tần số trung tâm đâu? Ta quan sát lại cái mạch nhá. Tần số trung tâm đây chia cho cái giá trị, chỉ cho cái giá trị delta B này. Đấy. Và ở đây chúng ta lưu ý trong cái mạch này, trong mạch này thì ta lưu ý những cái vị trí mà dễ nhớ, ví dụ là C2 này với R6 này, C1 này, R5 này. Đấy. Những cái đặc điểm phân biệt đấy chúng ta phải lưu ý cái này này, R3, R4 này, R1, R2 này. Đấy. Của con OB thứ nhất và con OB thứ hai. Cái thứ hai chúng ta còn phải lưu ý đó là tần số cắt của hai con FC1 và FC2 này nó bằng căn của R5 nhân R6. R5 nhân R6. R5 nhân R6 nhân cho C3 nhân C4. Đấy. Nguyên cái cụm này. Và R1 nhân cho R2, cái FC2 nó bằng là FC2 nó bằng là 1 trên cho 2 pi nhân cho căn của R1 nhân R2, C1 C2 R1 R2 C1 C2. Đấy, chúng ta lưu ý cái điều đó. Như thế là chúng ta đã giải xong cái bài toán này rồi. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay là đến đây là kết thúc. Và lần sau thì chúng ta sẽ chuyển sang cái mạch lọc thông giải dùng nhiều vòng hồi tiếp.